Vâng, tiếp sau đây là một nam dân ca. Nam dân ca mà chắc chắn là quý vị đang chờ đón rất là nhiều rồi. Xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón nam dân ca Mạnh Quyên. Vâng, lần cái phần danh ca thế ớn. Ok, hôm nay thì không hiểu lý do gì mà chúng ta khiêm tốn như thế này. Thôi, nói gì mình chơi nhiều ha. Ok, hát tới lúc ta bị trường luôn. Mạnh Quỳnh bay 5:30 thì Quy Quy thì bay 6:00 thì 3:00 anh em đã đem bị trường hết rồi. Thôi thì bây giờ mình có gì mình chơi nấy nha. Bây giờ cứ bị mới nghe nhạc nhanh rồi ta bay nhạc buồn buồn nhẹ nhàng nhảy đúng ba nha. Ok. Mình có là mình gửi con nhạc nè, tôi vẫn yêu em nè, trả lại em màu tím nè, khóc tình u mê nè, liên khúc đất độ tình tình, xin yêu tôi bằng cả tình người nè, chức tình nè. Ok, hát thoải mái ha. Bây giờ nghe bài nào trước? Rumba nha. Liên khúc trước hả? Liên khúc thì nó tới 10 phút là tới nha. Bạn nhạc chuẩn bị chưa? Có cái liên khúc không? Liên khúc mà đất độ tình tình rồi đó. Rồi ha. Rồi, cùng ba nha, thử nha. Vừa đặt tay cho ban nhạc màu xanh quý vị. Hãy đặt không? Còn không, hãy đặt không? Đúng rồi, bữa nay mới nhận được hai nhà cái xe này là nhảy đi, nó tung. bye.
Đất Bông Cùng Tình của nhạc sĩ Vũ Thanh, Xưa Đi Huyền Thoại của nhạc sĩ Lâm Hoàng, Thái Hoàng Em Hãy Về Đi của nhạc sĩ Vinh Sử, và bài cuối cùng là Xin Làm Người Xa Lạ của nhạc sĩ Tú Nhi.